Bạn cần thiết kế logo, thiết kế web. Bạn cần thiết kế và in ấn các ấn phẩm thương hiệu, bao bì sản phẩm, in nhanh lấy ngay, in ít giá rẻ. Bạn cần quà tặng lưu niệm, kỷ niệm mang dấu ấn thương hiệu. To Group sẽ giúp bạn bằng 10 năm kinh nghiệm phục vụ hài lòng hàng nghìn doanh nghiệp. Hãy to trước khi đối thủ của bạn to. Truy cập ngay website togroup.vn để giúp bạn to lên. Lại thêm một startup tỷ đô nổ tung trời xin phá sản. Nhà sáng lập từng chê Apple đã lỗi thời, khẳng định sẽ vượt mặt Tesla đưa ngành ô tô sang kỷ nguyên mới. Nhà sáng lập Friday từng nổ chê Apple lỗi thời, giờ phải ngậm ngùi nộp hồ sơ xin phá sản. GA Trading, nhà sáng lập startup sản xuất xe ô tô điện Friday Future vừa nộp hồ sơ xin phá sản ở Mỹ. Trong kế hoạch tái cấu trúc nợ đề xuất, GA cho biết sẽ sử dụng cổ phần của mình tại công ty Friday Future để tạo niềm tin cho chủ nợ là anh sẽ trả lại được. GA đối mặt với khối nợ lên tới 2,3 tỷ USD. Trong tuyên bố trên website của Friday, công ty nói rằng số nợ của GA hầu hết thuộc các chủ nợ ở Trung Quốc. Kế hoạch trong hồ sơ xin phá sản cũng được thiết kế nhằm giúp Friday tập hợp những nỗ lực vốn và chuẩn bị IPO. Tùy thuộc vào giá trị đề xuất sau IPO, các chủ nợ có thể lấy lại từ 49 đến 100% những gì họ bỏ ra. Faraday đang cố gắng phát triển một chiếc xe ô tô điện có thể bán thương mại tại Mỹ và Trung Quốc. Gần đây, công ty đã tuyển Carsten Brefield, một sếp kỳ cựu tại BMW để đảm nhận vị trí CEO thay GA. Faraday mất một lượng tiền mặt đáng kể khi họ lập liên minh với The Night, một công ty game trực tuyến vào đầu năm nay. Ngoài ra, một chi nhánh của China Evergrande, công ty bất động sản thuộc sở hữu của Huikayan, người đàn ông giàu thứ 3 Trung Quốc, đã đồng ý đầu tư 2 tỷ USD, nhưng sau đó đã rút lại còn 800 triệu USD để nắm 23% cổ phần của Friday. Trong lịch sử, GA từng đưa ra nhiều tuyên bố gây ấn tượng mạnh mẽ, gồm cả việc nói rằng một trong những startup của Anh ở Trung Quốc sẽ vượt xa 3 đại gia Internet ở nước này, bao gồm Baidu, Alibaba và Tencent. Trong lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình vào năm 2016, anh này đã nói rằng Apple đã lỗi thời và rằng công ty xe điện của mình sẽ đưa ngành công nghiệp sản xuất ô tô sang một kỷ nguyên mới. Trên thực tế, Friday Future chỉ là một bộ phận thuộc tập đoàn Leico do GA thành lập nên. Dưới sự lãnh đạo của GA, Leico đã hung hăng mở rộng ở một tốc độ nhanh đến nguy hiểm, tham gia vào quá nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả phim ảnh, điện thoại thông minh và phương tiện giao thông. Một chuyên gia phân tích đã nhận định, GA đã biến Leico trở thành mớ hỗn độn. Tuy nhiên, đáng tiếc dù chỉ mới phất lên, nhưng Leico đã chi quá bạo tay, khiến họ rơi vào tình cảnh hết sạch tiền và tình trạng ngày càng thảm hại hơn. Giữa năm 2017, 1,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 176,35 triệu USD tài sản sở hữu bởi các chi nhánh của Leico, GA và vợ của anh này đã bị Tòa án Thượng Hải yêu cầu niêm phong. Trong hồ sơ xin phá sản của Friday, GA cảnh báo rằng kế hoạch IPO của công ty có thể không huy động được nhiều tiền như dự kiến, một phần vì các bài báo tiêu cực liên quan đến khoản nợ của anh này và một cuộc điều tra của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc với việc hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thâm quyến của một công ty do GA điều hành. Theo Văn Đàm, Trí thức trẻ, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.